Tại tỉnh Bình Phước, đội quản lý thị trường số 6 thị xã Đồng Xoài và trạm thú y thị xã đã phát hiện nhiều sản phẩm động vật bị ôi thiêu, hôi thối tại khu nhà lồng chợ cá, chợ Đồng Xoài. Qua kiểm tra, các cơ quan chức năng đã phát hiện rất nhiều thịt heo, nội tạng heo, trâu, bò và cá biển đựng trong các thùng xốp khay nhựa ở khu nhà lồng chợ cá đã chuyển màu xanh và bốc mùi hôi thối. Sau khi thông báo nhưng không truy tìm được chủ sở hữu đối với các thùng đựng thịt cá ôi thiêu này, lực lượng chức năng đã tịch thu toàn bộ số lượng các sản phẩm nói trên, gồm 600 kg, trong đó có 400 kg thịt heo, 100 kg nội tạng trâu bò heo các loại và 100 kg cá các loại.